Ui, thầy Gojo. Ui, ngầu quá anh trưởng ạ. Đẹp trai quá thầy ơi. Ôi, em đã không lầm khi trở thành fan cuồng của thầy. Thầy Gojo muôn năm. Thầy Gojo là bất bại. Chú thuật sư mạnh nhất thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn Gojo Satoru muôn năm. Ôi, phải đẹp trai thế. Ôi. Mấy em đấy à? Vào đây xem chú thuật nó chiến với tao. Gojo đang căng quá mẹ. Bình, tao biết mày là fan cuồng của Gojo rồi, nhưng mà mày đã đọc chương truyện mới nhất chưa? Có chương mới của chú thuật nó chiến à? Sao chúng mày bảo tao? Anh em mình đọc chung. Ui sổ ơi. Tao nghĩ là mày không nên đọc chương mới đâu Bình ạ. Cái gì mà nói cái gì đây? Chương mới đang cái trận Gojo với cả Sukuna đang căng, làm sao mà không đọc được? Mà tao nghĩ là mày chưa sẵn sàng một cú sốc này đâu. Cú sốc gì? Chúng mày cứ mở mở nhỉ? Nó toại ra đây xem nào. Rất tiếc, nhưng mà thầy Gojo của mày thua rồi. Bị Sukuna chia làm đôi. Và tác giả cũng đã xác nhận đã lên đường rồi. Mày nói cái gì đấy hả rồi? Gojo là bất khả chiến bại, là duy ngã độc tôn. Làm sao mà thua được cái thằng bốn này? Chắc trước vừa công bố chiến thắng xong, chưa cả tháng tư của chúng mày đã để đùa tao. Thôi, để tao lên trang mới, tao đọc để chứng minh chúng mày sai được. Không, không thể như vậy đâu. Thầy Gojo, không, không. A few moments later. Thầy Gojo bị chia đôi rồi. Lục nhan vô hạ, hoàn chuyển thất thức, vô lượng không xứ. Chúng mày ơi, từ lúc thằng Bình nó biết cái nhân vật Gojo yêu thích của nó bị chia làm đôi, nó cứ ngồi lẩm bẩm này. Lo quá, giờ nhà bây giờ. Tao nghĩ là mình phải nói chuyện với nó nhiều lên cho nó vui mày. Nghe cũng hợp lý đấy. Mình phải gợi nhớ những cái cột mốc vui vẻ để cho nó quên những cái chuyện buồn đi. À đúng rồi, sắp tới đây mình có chuyến đi chơi xa mà đúng không? Bao lâu nữa anh mình đi nhỉ? Đúng rồi, còn có nửa tháng nữa thôi đấy. Nửa tháng? Nửa người. Thầy Gojo, tại sao thầy lại bị chia nửa? Thầy Gojo, đôi khi tôi thấy mày lại hơi quá đấy nhá. Đôi bị chia làm đôi. Thầy Gojo, tại sao thầy lại bị chia làm đôi? Thầy Gojo, 15 ngày thì tao thấy hơi lâu. Hay là tối nay anh em mình nhậu luôn. Tiền nong như nào thì Campuchia. Chia làm đôi. Thầy Gojo, tại sao lại bị chia làm đôi? Các bạn buồn cười nhỉ? Tại sao lại thu tiền của mình đang buồn? Thôi, cắt phần của nó. Cắt làm đôi. Thầy Gojo. Thầy ơi, thầy Gojo bây giờ thành thầy Go Cách Rô rồi. Thầy Gojo. Thôi đúng rồi, những cái lúc như này phải mở những cái bài nhạc sốc lại tinh thần chứ. Vinh, tao mở cho mày những cái bài mày thích nhất luôn. Thôi rồi, nghe nhạc được. Chết tay cô như lần lặng vô tâm chẳng nhớ đừng gì. Chia thầy Gojo, thầy bị chia đôi rồi. Chia chuyển đi. Lại chia. Ôi mày ơi, chuyển đi sao lại bật bài này? Chia đôi thầy Gojo rồi. Đi hả một cái khác chia. Chia tay nhau từ đây. Chuyển đi. Lửa vẫn chắc đôi. Thầy ở đây chia đôi. Ta phải chia hai. Chia sẽ đôi. When I'm only half a man. Nửa người đàn ông. Nửa người đàn ông thầy cô thôi. Đúng rồi. Để tâm trạng tốt hơn, chỉ có thể kiếm mấy đồ ăn. Anh em, tìm gì cho nó ăn đấy, nhanh lên. Ui, đây rồi. Bình, tao biết là mày rất thích ăn KitKat nên tao mua cho mày một cái. Bể đôi. Bể đôi. Thầy Gojo. Thành đôi rồi. Thầy Gojo. Làm ra ngoài biển sao ấy. Thì tớ ghen KitKat lắm cơ mà. Mày của nó đó. Để tao. Sẵn đến trung thu rồi. Bạn ơi, bạn đem bánh trung thu đúng không? Đây, tôi làm bánh trung thu cho bạn đây. Bạn đây đây, đây, ăn đi. Thầy Gojo. Tại sao tớ lại cắt tôi? Khó hiểu rồi đấy. Bánh trung thu còn trên là như nào nhỉ? Chỉ có tao hiểu nó thôi. Ui giời, thời tiết nắng nóng chắc mày cũng thèm ăn cái gì mát mát đúng không? Đấy, ăn đây bạn. Làm miếng, mát mẻ mà. Thầy Gojo, sao thầy thì chia đôi thế này? Thầy Gojo này. Thầy Gojo. Quái lạ, dưa hấu mà cũng chê. Chỉ có tao là bạn thân của nó thôi. Bình ạ, mày có nhớ hồi xưa anh em mình nghèo khó, chỉ có đủ tiền để mua một mẩu bánh mì ăn. Tao mong là những kỷ niệm này sẽ giúp mày quên đi nỗi buồn. Ăn đi. Thầy Gojo, thầy cắt đôi rồi. Giờ sao chúng mày? Hình như là nó đến giới hạn của mình rồi ấy. Bây giờ anh em mình vô tình sắt muối và nó nhiều quá. À, tao có ý tưởng này. Chắc chắn sẽ giúp thằng Ping vượt qua được nỗi đau chia cắt. Cái gì đấy? Đấy là tao cần một thằng trông giống Gojo. Hả? One eternity later. Ping, tao có một bất ngờ cho mày đây. Mày. Xin chào tất cả mọi người. Chào Ping Lê. Là ta, Gojo đây. Bất ngờ chứ Ping, tao đã mang Gojo của mày quay trở lại. Mà đặc biệt nhá, còn nguyên vẹn, chưa bị chia cắt. Đấy. Còn riêng tóc của Gojo là tóc thật nhá. Bọn tao phải bỏ tiền ra để tẩy tóc trắng như này đấy. Đẳng cấp chưa? Quần áo thì được đặt may từ những thợ may hàng đầu thế giới. Ôi. Với những nguyên liệu kháng lực 100%. Không bao giờ phải cắt đôi. Mà chưa hết nhá, riêng đôi mắt bọn tao còn bỏ tiền ra để phẫu thuật sao cho giống với lục nhãn của Gojo mà. Đây này. Ui. Chưa hết nhá, để cho giống với bản gốc nhất có thể, bọn tao đã bỏ ra hàng chục nghìn đô. Đem gì ạ? À? Để cho thằng Việt đẹp tí nhá. Việt, sổ tài đi em. Yo ai bồ. Thế nào? Như này đã đủ cho mày hết buồn chưa? Giống thật đấy. Nhưng mà tao không còn là fan của Gojo nữa rồi. Ý mày là sao? Tao đã học được cách bước tiếp. Và lần này, để cho tránh những cái tổn thương mà nhân vật của mình bị chia cắt, thì tao đã lựa chọn một nhân vật yêu thích không bao giờ bị chia cắt nữa. Mày hiểu không? Không bao giờ chia cắt. Đấy là nhân vật nào? Đó chính là chú hề Bucky. Sở hữu năng lực miễn nhiễm nhát chém và phân tách cơ thể. Nói chung là với cái nhân vật này thì tao sẽ không bao giờ phải lo lắng cho cái việc mà nhân vật yêu thích của mình ấy bị chém làm đôi nữa, hiểu không? Muôn năm tứ hoàng, muôn năm Bucky, muôn năm. Bucky chú hề. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phim chiều rồi. Anh em nào có nick YouTube, đăng nhập vào subscribe cho tôi. Ít thì một subscribe, nhiều thì like, share, comment. Anh em hiểu không nhỉ? Anh em hiểu không nhỉ?